Rồi, chào các bác nhé. Chúng tôi đang đứng ở dưới thành phố Dương. Mình nhìn thấy tác phẩm cây sung nhìn đẹp không? Chỗ này là cho các bác xem gốc này. Cây sung này là của bác Hoàng Khởi này, ở Bình Giang, Hải Dương. Rất to. Ra một cái cây sung này là nó cả một quá trình rất lâu năm, tuổi đời của nó cũng không dưới 30 năm đâu các bác ạ.